Vâng thưa quý vị, không cần phân tích nhiều thì chúng ta đều biết rằng trong bối cảnh hiện nay, chính sách hỗ trợ lãi suất 2% có ý nghĩa hết sức quan trọng, được ví như là chiếc phao cứu sinh của doanh nghiệp và người dân để phục hồi sản xuất. Quan trọng và được kỳ vọng là vậy, nhưng lại không được triển khai trên thực tế. Chúng ta hãy cùng nghe phía ngân hàng nói gì về vấn đề này. Thực tế là chúng tôi cũng triển khai nhiều gói hỗ trợ, là cũng phát sinh nhiều cái mà khi ban hành nghị định thông tư thì không lường hết được. Nhất là 11 nhóm ngành, cách hiểu của 11 nhóm ngành nghề và cái đối tượng thời điểm giải ngân và thời điểm được hỗ trợ thì cũng cần phải hiểu hết sức thấu đáo từ cái đối tượng được hưởng lợi cũng như là các đơn vị cá nhân bản thân trong ngành ngân hàng và các cơ quan hữu quan tham gia trong cái việc này cần phải đồng hành cùng hệ thống ngân hàng thì cuối cùng triển khai nó mới hiệu quả và nó thiết thực mà nó được hiểu một cách thống nhất. Nhiều ngân hàng thương mại cũng cho rằng Nghị định 31 đã quy định rõ 11 nhóm ngành được hưởng chương trình hỗ trợ lãi suất, nhưng ngân hàng vẫn rất cẩn trọng trong chuyện cho vay và các tiêu chí giải ngân vẫn phải đạt chuẩn, tránh tình trạng nợ xấu thì ngân hàng sẽ phải chịu trách nhiệm. Về phía các cái ngân hàng thương mại, đặc biệt là cổ phần thì chúng tôi cũng nhận thức rằng chỉ có những cái ngành nghề nhất định mới được lựa chọn với những cái điều kiện, các cái tiêu chuẩn theo Nghị định 31 một cách là thận trọng. Tuy nhiên trong Nghị định 31 thì có liên quan rất nhiều các cái bộ ngành trực tiếp, ví dụ như Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính hay là Bộ Xây dựng về các cái nội dung cụ thể. Cho nên chúng tôi cũng mong muốn là các bộ ngành cùng đồng hành với Ngân hàng Nhà nước để hướng dẫn giải đáp thắc mắc cho các ngân hàng khi tổ chức triển khai cái chương trình này. Cũng có thể có những cái khó khăn nhất định thì chúng tôi vẫn cần cái tổ công tác mà cái nghị định này đã nêu ra là sẽ có hỗ trợ cho các ngân hàng. Cái 2% được thực hiện trên cơ sở cái tín dụng bình thường của các doanh nghiệp có khả năng phục hồi, có quan hệ vay vốn và được ngân hàng, các ngân hàng thương mại cho vay thì lúc đó mới được thực hiện hỗ trợ 2%. Chính vì thế muốn thực hiện được 2% thì phải có cái quan hệ tín dụng để đảm bảo làm sao cái việc triển khai 2% hỗ trợ lãi suất này cho những cái đối tượng được thực hiện là đúng đối tượng, đúng quy định và thứ hai là minh bạch rõ ràng và không để trục lợi chính sách. Đặc biệt là các khách hàng doanh nghiệp khi mà vay về hay là sử dụng được hưởng cái 2% này nhưng sử dụng không đúng cái đối tượng được ưu đãi thì phải thu hồi lại. Nghị quyết 43, cái mục tiêu của cái này là đối với các cái phục hồi và đối với doanh nghiệp phải đủ điều kiện vay vốn thì mới hỗ trợ. Thế còn tất cả những cái khó khăn của các doanh nghiệp khác phản ánh thì nó được giải quyết ở các chính sách khác chứ không phải là ở cái chính sách này. Tôi và anh Tú đã chỉ đạo các đơn vị là có văn bản gửi cho các cái tổ chức tín dụng yêu cầu là phải thông báo đối với các cái doanh nghiệp. Khi tổ chức tín dụng liên hệ với họ sẽ biết được là những cái khoản vay đấy. Có thể thấy gói hỗ trợ lãi suất 2% dự kiến sẽ tiến hành trong vòng 2 năm, nhưng đến nay đã gần hết 1 năm và tiến hành một cách chậm chạp, bế tắc so với yêu cầu của nghị quyết Quốc hội. Thực tế hiện nay, các doanh nghiệp lo ngại trong bối cảnh lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại đang có xu hướng tăng, dẫn đến lãi suất cho vay sẽ tăng theo. Và như vậy, chính sách ưu đãi lãi suất 2% sẽ giảm đi tính hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Đây là điều cần phải nhanh chóng tìm cách đẩy nhanh. Cũng cần phải tính thêm một chút đối với cái phần tín dụng tăng thêm do cái chương trình hỗ trợ lãi suất này. Và vì thế chúng tôi cũng đã có cái kiến nghị là có thể xem xét nới cái tăng trưởng, hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn một chút, thậm chí có thể lên đến 15% để một phần là phục vụ cái nhu cầu phục hồi của nền kinh tế. Phần thứ hai là cũng để giúp cho cái chương trình hỗ trợ lãi suất nó được triển khai thông suốt hơn. Và tôi cho rằng là cái chính sách này nó chỉ áp dụng đối một số trường hợp rất là đặc biệt, đối một số lĩnh vực của một số cái dự án nó đã rõ ràng rồi. Chứ còn chúng ta áp dụng chung cho tất cả mọi người ấy, thì nó sẽ không hợp lý. Hoạt động ngành ngân hàng ấy thì chỉ là một trong những kênh để cấp vốn cho nền kinh tế. Và đấy phải xác định là một phần nhỏ chứ không phải là phần chính. Thứ hai nữa là cái vốn ngắn hạn, cái vốn thương mại, vốn tạm thời chứ không thể là cái vốn mà đầu tư chung dài hạn. Trong một động thái nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói hỗ trợ này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gần đây đã giao Ngân hàng Nhà nước sớm thành lập một số đoàn công tác để tiến hành khảo sát tình hình triển khai thực hiện của các ngân hàng thương mại, nắm bắt các vấn đề đặt ra trong thực tiễn để kịp thời có các biện pháp xử lý các khó khăn vướng mắc của cơ sở. Trong khi đó, thì khi làm việc phát biểu
tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước cách đây ít hôm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã yêu cầu đảm bảo tính hiệu quả trong thời gian triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đến hết năm 2023. Nếu có khó khăn vướng mắc cần làm rõ lý do, trường hợp cần thiết sửa đổi quy định thì cần khẩn trương nghiên cứu, đề xuất kịp thời. Với những động thái quyết liệt như vậy, chúng ta hy vọng rằng những khó khăn sẽ sớm được giải quyết, doanh nghiệp sẽ được nhận những chiếc phao cứu sinh.